Bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết Malaysia cấm nhập ớt Việt Nam bị nhiễm hóa chất. Malaysia thông báo cho phía cơ quan chức năng chính phủ Cộng sản Hà Nội lệnh của Kuala Lumpur ngưng nhập cảng ớt của Việt Nam. Tin cho biết Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa gửi công văn cho các chi cục kiểm dịch thực vật tại các địa phương và các doanh nghiệp xuất cảng nông sản tại Việt Nam về lệnh vừa nêu của phía Malaysia. Và theo đó, thì cơ quan kiểm tra kiểm dịch của chính phủ Kuala Lumpur phát hiện nhiều lô ớt của Việt Nam nhập sang Malaysia nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn cho phép của nước sở tại. Biện pháp cấm nhập ớt từ Việt Nam sang Malaysia sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9. Trước lệnh đó của Malaysia, phía Cục Bảo vệ Thực vật đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất nông sản của Việt Nam rà soát lại quy trình sản xuất, thu gom và xuất cảng. Thưa quý vị, cơ quan chức năng phủ nhận tin Trung Quốc ngưng nhập thanh long Việt Nam. Ngày 9 tháng 10, báo mạng tại Việt Nam cho biết thanh long Bình Thuận đang tràn vào Sài Gòn vì không xuất sang được Trung Quốc, khiến giá loại trái cây này sụt một nửa giá. Số lượng thanh long ở Bình Thuận chưa tìm được mối bán, được nói vẫn còn rất nhiều. Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào sáng 9 tháng 10 lên tiếng cho rằng không phải Trung Quốc ngưng nhập trái thanh long của Việt Nam mà quy định về chất lượng sản phẩm được siết chặt hơn. Và tình hình xuất cảng thanh long vẫn bình thường tại cửa khẩu Kim Thành, thành phố Lào Cai. Đạo diện Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 nói với báo trong nước rằng mỗi ngày có trên 100 xe chở thanh long từ miền Nam ra xuất cảng sang Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh. Người này nói thêm, khi lượng lớn thanh long đổ ra cửa khẩu phía Bắc thì giá sụt giảm là đương nhiên. Việt Nam và Israel đối thoại chính sách quốc phòng lần đầu tiên. Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Israel lần thứ nhất vừa diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 10 ở Hà Nội. Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam loan tin vừa nói cùng ngày. Và phía Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trí Vịnh chủ trì và phía Israel là do ông Udi Adam, Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel dẫn đầu. Tại buổi đối thoại, thì Bộ Quốc phòng hai nước đã thảo luận một phương thức cụ thể nhằm đưa hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Israel tiến triển hơn. Sau buổi đối thoại, vào chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã có buổi gặp gỡ với ông Udi Adam, Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với phái đoàn Bộ Quốc phòng Israel tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ông Ngô Xuân Lịch cũng cho rằng kết quả cuộc đối thoại lần này sẽ góp phần mở ra những cơ hội hợp tác mới. Thưa quý vị, một phó chủ tịch huyện bị khởi tố do tham ô. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vào hôm thứ Ba 9 tháng 10 khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để điều tra tội tham mô tài sản. Truyền thông trong nước loan tin dẫn nguồn tin từ đại diện Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết như trên. Theo cơ quan này, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Hóa, 53 tuổi, người dân tộc Mường, quê quán tại xã Yên Mao, huyện Thanh Thủy, đã tham ô nhiều tỷ đồng của nhà nước để phục vụ mục đích cá nhân. Số tiền mà ông Hòa đã tham ô là 38 tỷ đồng. Tin nói cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài những trường hợp cán bộ cao cấp ở trung ương và cấp tỉnh, thành bị kỷ luật vì tham mô tài sản công, nhiều viên chức cấp huyện, xã, thôn cũng bị phanh phui lạm dụng của công nhiều tỷ đồng. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết luật sư yêu cầu hủy án tù đối với Bill Cosby vì tấn công tình dục. Ngày 25 tháng 9, danh hài Bill Cosby bị kết án 3-10 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp phụ nữ và đồng thời phải chi trả 25.000 Mỹ Kim chi phí kiện tụng. Sau phán quyết tại tòa, Cosby bị đưa đến nhà tù SCI Phoenix, Pennsylvania để tiến hành việc giam giữ. Mới đây, luật sư riêng của nam danh hài đã phản đối mức án áp dụng cho thân chủ của ông. Người này cho rằng bản án có tính trừng phạt nặng hơn mức cần thiết bởi Cosby đã 81 tuổi. Ngoài ra, một nhóm nghiên cứu quốc phòng cho rằng thẩm phán Stephen O'Neill đã phạm sai lầm khi tuyên bố nam danh hài này là kẻ săn mồi bạo lực tình dục. Thưa quý vị, Ben Affleck và Jennifer Garner chính thức ly hôn sau 3 năm ly thân. Ngày 4 tháng 10, Ben Affleck đã đến nhà của Garner với luật sư và thẩm phán riêng để giải quyết các vấn đề cuối cùng trong vụ ly hôn. Các khoản thỏa thuận chưa được tiết lộ, nhưng cặp diễn viên sẽ chia nhau thời gian để chăm sóc các con. Cặp sao Hollywood tuyên bố chia tay hồi năm 2015, nhưng mãi đến năm 2017, họ mới nộp đơn lên tòa án Los Angeles để giải quyết vụ ly hôn. Sau thời gian trì trệ, cuối cùng Ben Affleck và Jennifer Garner đã chia tay trong êm đẹp. Trước đó, thì Jennifer Garner đã gửi đơn lên tòa án và yêu cầu đẩy nhanh tốc độ xử lý. Tuy nhiên, họ phải đợi sau khi tài tử của bộ phim Justice League rời khỏi trại cai nghiện mới hoàn tất. Ben Affleck và Jennifer Garner kết hôn năm 2005. Sau gần 10 năm bên nhau, họ có 3 con chung với nhau, tên Violet, Sarah Finn và Samuel, thưa quý vị.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức News at Night trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.